Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm Airdrop nhận được 25 đồng token Brighterun nha. Token nha. Một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 17 triệu bộ nha. Đã có 212 tài khoản holder và đã bắt siêu 439 được giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website kalamairdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai với hướng dẫn trên cho mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc con chắc này. Sử dụng để copy con tắc này đây. Sau đó các bạn vào sang ví của các bạn, cái lock của cái chốt này lock của các bạn nhé. Các bạn là thêm địa chỉ token vào ví của mình. Như kiểu ký hiệu token là Wmoon token 18 nha. Các bạn nhấp add token và nhấp in token nha. Thêm mới token vào ví. Sau khi bạn thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website kalamairdrop.net. Tiến tới bước 2, bạn có link rút gọn để nhận token nha. Dẫn cho mình nữa này nha. Các bạn có điều kiện của bạn vào số số thứ nhỏ là 0.5 BRB mua đồng thì phần này đã hơn với tích chữ. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào này nha. Được rồi, có cái lối cái ví lên cái mắt các bạn tiếp theo phải nhấp cái lối ra 0.5 BRB nhấp xác nhận cho mình. Được rồi, các bạn xử lý đây. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Nam Airdrop chính nhất thì cập nhật cũng sẽ có những tin tức mới bất cần mới trên nền tảng Binance Smart Chain nha. Còn là các bạn đã chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance và XCOPEC và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 5 đồng cần là Wmoon. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.